Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thời tiết đang chuyển sang se lạnh và không có gì tuyệt vời hơn là mỗi sớm thức dậy sau bữa ăn sáng, chúng ta pha một ly trà nóng hổi để thưởng thức và bắt đầu một ngày làm việc mới. Thực sự sau khi thưởng thức ấm trà đó, bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo, khỏe khoắn và làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Và mỗi ngày làm việc mệt mỏi, chúng ta về với gia đình, về với mái ấm, chúng ta cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngồi tâm sự và chắc chắn rằng không thể thiếu những cái ấm trà nóng để chúng ta có thể hàn huyên lại một cái câu chuyện một ngày làm việc vui buồn, đúng không ạ? Và thực sự là trong mỗi gia đình Việt Nam, nhà nhà ai ai cũng cần có những gói trà xanh tại phòng khách của mình để khi có khách đến, chúng ta pha ra mời khách. Người ta thường nói chén trà là đầu câu chuyện thì thực sự trà không thể thiếu trong mỗi khi có dịp mà khách đến chơi nhà, đúng không ạ? Và hôm nay thì hiện tại đang là cái mùa thu ở ngoài miền Bắc, nó se lạnh, nó làm cho chúng ta là cảm thấy là cái cơ thể chúng ta nó dễ chịu hơn so với mùa hè rất là nhiều. Vì vậy nhu cầu mua trà của người tiêu dùng rất là lớn. Và hôm nay thì mình đang đóng gói với số lượng trà lớn chuyển đi những đại lý của trà Tiên Đầu khắp cả nước. Và quý vị có thể thấy được là đây ạ, những gói màu vàng, màu đỏ và những cái bao trà đang chuẩn bị đóng gói. Thì mọi người có thắc mắc là vì sao mà bên mình là có ít người đóng gói không ạ? Và bên mình thì có rất nhiều người, mỗi người làm một cái công việc khác nhau. Và trà, đây là cái trà vụ thu nhá, bên mình vừa mới thu hoạch đây ạ. Mọi người trong số chúng ta ai tin rằng một ngày hôm nay một mình đóng gói 110kg trà trong một ngày là xong ạ? Một mình thì mình luồn túi này, mình xúc trà, cân trà rồi mình cho vào máy mình hút chân không tạo thành những cái gói trà như vậy. Bây giờ là 3 giờ chiều rồi, mình đóng gói từ sáng đến bây giờ là được 80kg và chỉ còn 30kg trong cái bao này thôi là đã hoàn thành cái công việc 110kg cho khách hàng. Đây ạ, những gói màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ là trà 300, màu vàng là trà 600 và đây là tiếp theo là cái loại trà 400k đây ạ. Đây, mình sẽ đổ vào đây để mình sẽ bắt đầu tiếp tục là xúc để đóng gói. Đấy, mọi người thấy không ạ? Cánh trà vụ thu mới tinh tươm rất là thơm. Và cái trà này là trà móc câu 400.000 đồng đấy ạ. Mọi người chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ có thắc mắc rằng vì sao cái trà vụ thu này nó cho ra cái cánh trà nó lớn hơn một chút xíu so với trà của vụ hè. Bởi vì vụ thu nó, thời tiết nó ổn định, không có nắng nhiều, không có mưa nhiều và nó rất thuận lợi cho cái sự sinh trưởng và phát triển của cây trà. Nên là cái búp trà nó lon xanh mơn mòn, rất là mập khỏe ạ. Đấy. Và hôm nay ai trong số chúng ta theo dõi được video này là chúng ta thực sự rất là may mắn. Thì trà Tiên Đầu sẽ dành tặng ra 50 suất đầu tiên cho khách hàng đặt hàng nhanh nhất với số lượng 3kg trở lên. Mình sẽ tặng cho quý vị những cái hũ hộp đựng trà trên chất liệu bát tràng hoặc những cái hũ đựng trà trên chất liệu bằng gỗ cao cấp. Đấy, có rất là nhiều mẫu nhá để chúng ta có thể lựa chọn. Đấy, và những chiếc hộp như này. Đấy ạ. Vì vậy bạn là người may mắn theo dõi được video này thì tội gì chúng ta không nhanh tay đặt hàng để chúng ta vừa được thưởng thức trà vụ thu mới thơm ngon, vừa được nhận cho mình những cái phần quà may mắn từ trà Tiên Đầu. Duy nhất chỉ có 50 khách hàng nhanh nhất đặt hàng đầu tiên chúng ta sẽ nhận được món quà đó. Còn sau 50 khách hàng thì rất là tiếc. Thì quý vị hãy nhận cái phần quà may mắn vào những dịp sau ạ. Và quý vị muốn mua trà
từ mệnh giá 300.000 đồng đến mệnh giá 2 triệu 500.000 đồng thì hãy nhanh tay liên hệ đến Trà Tiên Lầu qua số điện thoại 0968 600 070 và 0982 111 070 để có thể được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất. Và tiếp tục mình sẽ đóng gói nốt cái phần còn lại để mình đóng gói gấp gửi đi cho cái khách hàng. Và quý vị hãy thử xem cái thao tác mình làm xem có chuẩn, có đúng không nhé.